cả các anh chị nhà phân phối và khách hàng nhà phân phối của công ty Amway. Xin được tự giới thiệu, tôi là Giang Thái. Rất vui khi đồng hành cùng tất cả các anh chị trong video này để cùng nhau tìm hiểu về thử thách 60 ngày cùng Body Key. Thử thách năm 2020 sẽ chính thức diễn ra vào tháng 11 này. Không biết là tất cả các anh chị chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng để tham gia vào thử thách lớn nhất trong năm của Body Key hay chưa? Và để có thể giúp tất cả các anh chị chuẩn bị tốt nhất trước khi thử thách được khởi động, thì Giang Thái xin phép được thay mặt Amway chia sẻ thông tin chi tiết về thử thách 60 ngày đến tất cả các anh chị ngay sau đây. Đầu tiên thì Giang Thái xin được nhắc lại mục tiêu và ý nghĩa của thử thách 60 ngày cùng Body Key. Chương trình đã thành công đi qua 5 mùa và nhận được rất nhiều sự hưởng ứng tham gia tích cực từ đông đảo nhà phân phối cũng như là khách hàng nhà phân phối. Thử thách 60 ngày cùng Body Key dành cho tất cả nhà phân phối hoặc khách hàng nhà phân phối muốn hướng tới mục tiêu kiến tạo vóc dáng mới cùng lối sống lành mạnh. Với nền tảng này thì nhà phân phối cũng như là khách hàng nhà phân phối sẽ tạo nhóm 4 người để cùng chinh phục thử thách. Hành trình quản lý cân nặng 60 ngày cũng vì vậy luôn có sự hứng khởi, nhiệt huyết và để lại nhiều niềm vui, kỷ niệm cùng đồng đội. Để có thể chiến thắng thử thách, luôn cần có tinh thần đội nhóm bền bỉ cùng kinh nghiệm, kiến thức quản lý cân nặng chuyên sâu của các trưởng nhóm hoặc cố vấn dẫn dắt. Body Key tin rằng, thông qua thử thách, anh chị sẽ phát triển kỹ năng lãnh đạo đội nhóm, cũng như có bước đệm để phát triển kinh doanh và xây dựng cộng đồng Body Key lớn mạnh. Để tham gia thử thách thì người tham dự sẽ đăng ký thi tăng cơ giảm mỡ theo nhóm 4 người, gồm 1 trưởng nhóm và 3 thành viên. Trong đó, trưởng nhóm phải là nhà phân phối và các thành viên là nhà phân phối hoặc khách hàng nhà phân phối còn hoạt động của Amway Việt Nam trong khoảng thời gian tham gia thử thách và tham gia chuyến khám phá hàng én. Đặc biệt lưu ý, trong nhóm phải có ít nhất 2 nhà phân phối hoặc khách hàng nhà phân phối là người mới. Người mới được định nghĩa là nhà phân phối hoặc khách hàng nhà phân phối chưa từng mua bất kỳ bộ Body Key có in Body Wash nào trước ngày 16 tháng 8 năm 2020. Nhóm có thể đăng ký một vị trí cố vấn hoặc không. Cố vấn sẽ đóng vai trò tư vấn cho nhóm. Cố vấn không phải là thành viên và không tham gia thi tăng cơ giảm mỡ cùng nhóm. Thử thách chia làm 4 hạng mục dành cho 4 đối tượng khác nhau. Hạng mục đầu tiên là nhóm thử thách tăng cơ giảm mỡ. Nhóm gồm 4 người là nhà phân phối hoặc khách hàng nhà phân phối. Trong đó có ít nhất 2 thành viên mới chưa từng mua bộ Body Key có đồng hồ in Body Watch trước ngày 16 tháng 8 năm 2020. Trưởng nhóm phải là nhà phân phối. Hạng mục thứ hai là cố vấn hoặc trưởng nhóm dẫn dắt các nhóm tham gia thử thách tăng cơ giảm mỡ. Trưởng nhóm cố vấn là cá nhân nhà phân phối đã được Amway công nhận là Master Mentor, Mentor hoặc là nhà phân phối đã từng dẫn dắt nhóm tham gia thử thách 60 ngày các năm trước. Và tất cả các cá nhân này phải dẫn dắt từ 2 nhóm trở lên trong thử thách 60 ngày năm 2020. Hạng mục tiếp theo là trưởng nhóm mới, dẫn dắt các nhóm tham gia thử thách tăng cơ giảm mỡ. Trưởng nhóm mới phải là nhà phân phối chưa từng dẫn dắt nhóm trong thử thách 60 ngày các năm trước. Trưởng nhóm mới phải dẫn dắt ít nhất một nhóm trong thử thách 60 ngày năm 2020. Cụ thể hơn là làm trưởng nhóm của một nhóm và có thể cố vấn một hoặc nhiều nhóm khác. Và cuối cùng là hạng mục thể hình đẹp dành cho tất cả các cá nhân tham gia thử thách tăng cơ giảm mỡ. Thử thách 60 ngày sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 11 năm 2020 đến hết ngày 16 tháng 4 năm 2021 và sẽ chia làm 2 vòng. Vòng 1 là vòng thi tăng cơ giảm mỡ sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 11 năm 2020 đến hết ngày 14 tháng 3 năm 2021. Sau khi kết thúc vòng 1, ban tổ chức sẽ chọn ra top 15 của từng hạng mục để tham gia vòng 2. Vòng 2 từ ngày 9 tháng 4 năm 2021 đến ngày 12 tháng 4 năm 2021 và sẽ là vòng phỏng vấn để chọn ra top chiến thắng chung cuộc. Thời gian chi tiết của thử thách như sau: 23 tháng 11 năm 2020, công ty chính thức mở bán bộ giải pháp Body Key. 24 tháng 11 năm 2020 đến 31 tháng 12 năm 2020, các anh chị đăng ký tham dự chương trình trên website booking.bodykey.com.vn. Sau khi hoàn thành đăng ký, từ ngày 25 tháng 11 năm 2020 đến ngày 4 tháng 1 năm 2021, các nhóm cần đầu vào và đăng ký tham gia thử thách trên ứng dụng. Từ 26 tháng 11 năm 2020 đến ngày 6 tháng 3 năm 2021, nhóm tham gia thử thách 60 ngày trên ứng dụng Body Key 2.1. Sau khi hoàn thành thử thách trên ứng dụng, từ 25 tháng 1 năm 2021 đến ngày 10 tháng 3 năm 2021, các nhóm đăng ký cần đầu ra trên website booking.bodykey.com.vn và hoàn thành cân đầu ra từ ngày 26 tháng 1 năm 2021 đến hết ngày 11 tháng 3 năm 2021. Kết thúc vòng 1, công ty sẽ công bố top 15 tham gia phỏng vấn vào ngày 30 tháng 3 năm 2021. Các nhóm đạt top 15 sẽ tham gia phỏng vấn trực tiếp với ban giám khảo từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4 năm 2021. Và cuối cùng, kết quả chung cuộc sẽ được công bố vào ngày 16 tháng 4 năm 2021.
và những giải thưởng hấp dẫn gì đang chờ đợi những nhà vô địch của chúng ta? Giang Thái xin được bật mí ngay sau đây. Giải thưởng của thử thách 60 ngày dành cho mỗi hạng mục như sau. Giải thưởng cao nhất của chương trình là một chuyến khám phá hàng én sẽ dành cho top 6 nhóm thử thách tăng cơ giảm mỡ, top 3 cố vấn trưởng nhóm và top 3 trưởng nhóm mới xuất sắc nhất. Tiếp theo là top 3 thể hình đẹp, top 4 năm 6 cố vấn trưởng nhóm và top 4 năm 6 trưởng nhóm mới xuất sắc nhất sẽ nhận được giải thưởng là một xe đạp gấp trị giá 8 triệu đồng cho mỗi người. Cuối cùng là top 7 đến 15 nhóm thử thách tăng cơ giảm mỡ, top 7 đến 15 cố vấn trưởng nhóm và top 7 đến 15 trưởng nhóm mới xuất sắc nhất sẽ nhận được một bộ sản phẩm gồm một hộp Nutrilite Protein thực vật, Nutrilite All Blend Protein Powder và hai hộp Body Key by Nutrilite hương vani cho mỗi người. Để giải thưởng đến được với nhiều người tham gia hơn, anh chị lưu ý rằng nếu một cá nhân đạt được nhiều hơn một giải thưởng thì chỉ được nhận giải thưởng cao nhất. Trường hợp cá nhân cùng lúc chiến thắng giải khám phá hàng én trong thử thách 60 ngày cùng Bodyki và các chương trình khác của Bodyki, cá nhân đó sẽ chỉ tham gia chuyến khám phá hàng én một lần và không cộng dồn hay quy đổi giải thưởng sang bất kỳ hình thức nào khác hoặc chuyển nhượng cho người khác. Hành trình chinh phục thử thách 60 ngày gồm 8 bước như sau. Bước 1. Mua bộ sản phẩm Bodyki. Bước 2. Kích hoạt InBodyWatch và ứng dụng Bodyki 2.1 nếu anh chị chưa từng sử dụng đồng hồ và ứng dụng Bodyki 2.1. Bước 3. Đăng ký tham dự và đăng ký cần đầu vào qua website booking.bodyki.com.vn. Bước 4. Cần đầu vào. Bước 5. Lập nhóm bắt đầu thử thách trên ứng dụng. Bước 6. Đăng ký cần đầu ra. Bước 7. Cần đầu ra. Và bước 8. Phỏng vấn top 15. Hãy theo dõi và làm đủ các bước để đảm bảo hoàn thành thử thách đúng quy định các anh chị nhé. Bước 1. Mua bộ sản phẩm. Từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 30 tháng 12 năm 2020, các bộ sản phẩm của Bodyki gồm có: bộ số 1 là bộ khởi động Bodyki 2.0, bộ số 2 là bộ khởi động Bodyki 2.1. Hai bộ này là những bộ sản phẩm hiện đang được bán ở thị trường. Bộ số 3 và bộ số 4 là hai bộ sẽ được mở bán trong giai đoạn thử thách. Điều kiện mua hàng áp dụng riêng cho hai trường hợp. Trường hợp 1, nếu anh chị chưa có đồng hồ InBodyWatch, anh chị có 3 lựa chọn. Anh chị có thể mua một bộ số 1 hoặc mua một bộ số 2 ngay khi tham gia chương trình và một bộ số 4 trước khi cần đầu ra. Hoặc anh chị sẽ mua một bộ số 3 ngay khi tham gia và một bộ số 4 trước khi cần đầu ra. Trường hợp 2, nếu anh chị đã có đồng hồ InBodyWatch khi tham gia chương trình, anh chị cần mua hai bộ số 4, trong đó một bộ mua ngay khi tham gia chương trình và một bộ mua trước khi cần đầu ra. Anh chị cần lưu ý rằng tên trên hóa đơn mua hàng phải trùng với tên người đăng ký tham gia mới được xem là hợp lệ. Ngoài ra, đối với các nhà phân phối là Adakep và hai người cùng tham gia thử thách thì mỗi người phải mua riêng bộ sản phẩm Bodyki theo đúng quy định của chương trình. Bước thứ hai, sau khi mua bộ sản phẩm thì chúng ta sẽ kích hoạt đồng hồ InBodyWatch và ứng dụng Bodyki 2.1 để đăng ký tham gia thử thách. Các anh chị vui lòng tham khảo cách thức thực hiện tại link video clip như trên màn hình. Đầu tiên là link hướng dẫn sử dụng đồng hồ InBodyWatch dành cho người hoàn toàn mới để hiểu rõ cách khởi động, vận hành, đo các chỉ số ra sao. Link thứ hai sẽ hướng dẫn các anh chị cài đặt ứng dụng và kết nối với InBodyWatch. Bước 3 là đăng ký tham dự và đăng ký cần đầu vào từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Ở bước này, trưởng nhóm sẽ đại diện cho nhóm để đăng ký thông qua link booking.bodyki.com.vn. Sau khi truy cập link, trưởng nhóm vào một thử thách 60 ngày, điền đầy đủ và chính xác thông tin của mỗi thành viên, đồng thời lựa chọn khung thời gian cần đầu vào tại các trung tâm phân phối thuận tiện nhất cho từng thành viên trong nhóm. Tất cả các trung tâm phân phối của Amway sẽ hỗ trợ cho việc cần đầu vào của các anh chị, bao gồm cả RDC, ABC và Phyto. Sau khi trưởng nhóm xác nhận đăng ký, website sẽ hiện lên thông báo đăng ký thành công. Lúc này thì anh chị có thể đến trung tâm phân phối theo lịch đã đăng ký để tiến hành cân đo. Lưu ý là thời gian cân đầu vào của các thành viên trong cùng một nhóm không được cách nhau quá 3 ngày và số điện thoại của từng thành viên đăng ký trên web booking phải trùng với số điện thoại đăng ký tài khoản trên ứng dụng Bodyki 2.1 để được xem là hợp lệ. Bước 4. Từ ngày 25 tháng 11 năm 2020 đến ngày 4 tháng 1 năm 2021, sau khi đăng ký cân đầu vào, nhà phân phối đến trung tâm phân phối theo đúng lịch đã đăng ký để được hỗ trợ cân đo. Anh chị cần tải ứng dụng Bodyki và kết nối với InBodyWatch trước khi đến cân đo nhé.
Và khi đến trung tâm phân phối, anh chị bắt buộc phải mang theo đồng hồ InBodyWatch, thẻ nhà phân phối, thẻ chứng minh nhân dân, thiết bị di động đã cài đặt ứng dụng BodyKey 2.1 và hóa đơn mua hàng có tên khách hàng trùng với tên người đăng ký dự thi, chứng minh đã mua bộ sản phẩm BodyKey theo điều kiện của chương trình. Sau khi cân đo xong, anh chị cần yêu cầu nhân viên Amway ký xác nhận và đóng dấu trên phiếu kết quả cân đo để tránh sai lệch thông tin. Và lưu ý rằng, các thành viên có thể cân đo tại nơi khác nhau. Tuy nhiên, thời gian người đầu tiên và người cuối cùng trong nhóm cân đo không được cách nhau quá 3 ngày. Ngoài ra, thì thời gian cân đo và thời gian bắt đầu thử thách trên ứng dụng cách nhau không quá 7 ngày. Nếu vi phạm quy tắc này, anh chị cần thông báo cho nhân viên trung tâm phân phối hỗ trợ để xóa đăng ký tham gia và bắt đầu thử thách lại từ đầu. Sau khi cân đo vào, thì nhóm cần đăng tải các hình trước thử thách. Đây cũng là điều kiện bắt buộc của chương trình. Trưởng nhóm sẽ đăng nhập vào web booking của BodyKey tại link trên màn hình để đăng tải những hình ảnh của nhóm. Hình ảnh yêu cầu gồm có 3 ảnh của mỗi thành viên trước thử thách, bao gồm ảnh chụp phía trước, chụp ngang và phía sau. 3 ảnh nhóm trước thử thách, bao gồm ảnh chụp phía trước, chụp ngang và phía sau. Lưu ý là các anh chị cần mặc trang phục chỉnh tề, khuyến khích mặc đồng phục BodyKey hoặc áo thể thao ôm sát, không mặc áo thun dáng rộng. Anh chị có thể kéo áo lên ngang bụng để có thể thấy được vòng hai. Yêu cầu hình ảnh gồm có: mọi người phải đeo đồng hồ InBodyWatch khi chụp hình, khung cảnh chụp gọn gàng và đầy đủ ánh sáng, hình ảnh chụp thực tế, không tự chụp trước gương hay chỉnh sửa qua Photoshop, hình ảnh rõ nét có chất lượng từ 2MB trở lên. Các nhóm thi phải đăng tải hình ảnh trong vòng 5 ngày sau khi hoàn thành thử thách trên ứng dụng. Bước 5. Từ ngày 26 tháng 11 năm 2020 đến ngày 6 tháng 3 năm 2021, các nhóm tham gia thử thách trên ứng dụng. Để tham gia thử thách, trưởng nhóm đăng ký thử thách nhóm trên ứng dụng BodyKey 2.1, chọn mục thử thách nhóm BodyKey, tạo nhóm và thử thách sẽ tự động bắt đầu một ngày sau khi nhóm đủ 4 thành viên. Anh chị cần lưu ý, thời gian lập nhóm trên ứng dụng so với thời gian thành viên cuối cùng hoàn thành cân đo phải cách nhau không quá 5 ngày. Tên nhóm đăng ký trên ứng dụng BodyKey phải giống với tên nhóm đăng ký qua website booking.bodykey.com.vn. Tên nhóm gồm 12 ký tự, bao gồm khoảng cách, viết không dấu và không có ký tự đặc biệt. Nếu nhóm anh chị đã đo các chỉ số đầu vào nhưng bỏ qua bước lập nhóm trên ứng dụng BodyKey, nhóm sẽ được xem là không hợp lệ và sẽ bị loại khỏi cuộc thi. Bước 6 là đăng ký cân đầu ra từ ngày 25 tháng 1 đến hết ngày 10 tháng 3 năm 2021. Ở bước này thì trưởng nhóm đăng nhập vào trang booking tại link trên màn hình để đăng ký cân đầu ra cho nhóm, thực hiện tương tự các bước như ở phần cân đầu vào. Và một lưu ý là nhóm phải hoàn thành cân đầu ra không quá 7 ngày sau khi kết thúc thử thách trên ứng dụng, nếu không, kết quả cân đầu ra được xem là không hợp lệ. Bước 7, cân đầu ra sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 1 đến ngày 11 tháng 3 năm 2021. Quy trình thực hiện cũng tương tự như cân đầu vào, anh chị nhớ ký tên và lấy phiếu xác nhận cân đo ngay sau khi cân đầu ra nhé. Sau khi cân đầu ra xong thì trưởng nhóm cần đăng tải hình ảnh sau thử thách tại đường link trên màn hình. Hình ảnh yêu cầu gồm 3 ảnh chụp phía trước, phía sau và chụp ngang của từng thành viên và của cả nhóm. Lưu ý, các yêu cầu về chất lượng ảnh sau thử thách tương tự như ảnh chụp trước thử thách. Các nhóm phải đăng tải hình ảnh trong vòng 5 ngày sau khi hoàn thành thử thách trên ứng dụng. Hạn chót đăng tải hình ảnh là trước ngày 14 tháng 3 năm 2021. Sau khi hoàn thành thi tăng cơ giảm mỡ, anh chị hãy theo dõi các kênh truyền thông của Amway gần website bodykey.com.vn hoặc amwaytoday.com.vn để xem kết quả top 15 vòng 1 sẽ được công bố trong ngày 30 tháng 3 năm 2021 và chuẩn bị cho phần phỏng vấn top 15 trực tiếp cùng ban giám khảo từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 4 năm 2021. Anh chị cần chuẩn bị bài thuyết trình dưới định dạng PowerPoint, những bài thuyết trình sáng tạo, có nhiều hình ảnh minh họa và chi tiết sống động thực tế chắc chắn sẽ là một lợi thế. Các nhóm sau khi thuyết trình sẽ tham gia hỏi đáp cùng ban giám khảo. Sau khi hoàn thành vòng phỏng vấn, mục tiêu trở thành nhà vô địch thử thách 60 ngày cùng chuyến khám phá hàng én sẽ đến rất gần anh chị. Kết quả chung cuộc sẽ được công bố vào ngày 16 tháng 4 năm 2021. Hy vọng với những chia sẻ trong video này, các anh chị đã có đầy đủ các thông tin chi tiết về thử thách 60 ngày năm 2020. Nếu anh chị còn thắc mắc hoặc cần thông tin chi tiết hơn, vui lòng tham khảo website bodykey.com.vn hoặc liên hệ hotline 1800 1700 để được tư vấn và hỗ trợ. Chúc các anh chị sẽ có một mùa tranh tài thành công và có nhiều trải nghiệm thú vị cùng Bodykey.